trốn cách ly, cô gái từ Hà Nam vào Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị lễ cưới. Đây là trường hợp một cô gái thuộc đối tượng cách ly tại nhà từ ngày 26 tháng 2 đến hết ngày 10 tháng 3, nhưng đã tự ý rời khỏi địa phương vào ngày 5 tháng 3. Ngày 10 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, địa phương đang theo dõi sức khỏe của một cô gái trốn cách ly tại nhà theo quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, cô gái này tên BVA, 24 tuổi, ngụ tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đang thuộc diện cách ly tại nhà 14 ngày, từ ngày 26 tháng 2 đến hết ngày 10 tháng 3, do trở về từ vùng dịch Tokyo, Nhật Bản hôm 26 tháng 2. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 3, BVA đã tự ý rời khỏi nơi cư trú, di chuyển bằng xe khách đến sân bay Nội Bài để vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, cô đi taxi trở về nhà cha ruột tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. Đến ngày 6 tháng 3, ngay khi nhận được công văn hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thông báo về trường hợp này, các cơ quan chức năng của thành phố Bà Rịa đã phối hợp kiểm tra sức khỏe BVA và yêu cầu cô tiếp tục cách ly tại nhà dưới sự giám sát của trạm y tế phường Phước Hưng. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa xác nhận, BVA do nôn nóng chuẩn bị lễ cưới, dự kiến tổ chức vào ngày 14 tháng 3 nên đã trốn cách ly khỏi địa phương như sự việc nói trên. Hiện tại cô gái này đang có sức khỏe ổn định. Hôm nay ngày 10 tháng 3 là ngày cuối cách ly theo quy định. Các cán bộ y tế sẽ đo thân nhiệt và khám sức khỏe một lần nữa trước khi có kết luận. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa thông tin.